biển như thế này, trong sạch đẹp. Đây thuyền lái. Cái này chắc chủ nhà hàng này nó yêu cầu rồi, cái bọn này nó không dám làm theo, nhưng mà chủ nhà hàng yêu cầu vứt rác xuống biển này. Chủ thì chủ, à, người ta yêu cầu mình làm thì phải làm cho nó rất nhiều mình... rác xuống biển. Cửa đến nơi rồi này. Sợ rác như này, sợ cái đó. Này mà gửi đến tỉnh ở bên này đóng mà cửa luôn. Sở Tài nguyên Môi trường em gửi luôn. Rác như thế này mà cầm súng xả chết không được. Ý thức kém thế. Nhà hàng bên này này cho nhân viên vứt rác bừa bãi ra này. Ý thức con rùi. Vứt xuống biển này. Vứt nãy giờ cái chục mọc rồi đó. Đấy. Cái này thì phải đưa lên thời sự luôn. Không, em tí nữa em về em gửi lên Sở Tài nguyên Môi trường luôn. Quá tài rồi. Cái nhà hàng này không được rồi. Rồi biển người ta đang xanh sạch đẹp. Vứt vừa hả? Đó anh vừa đấy. Tất cả cái bịch đó là vừa vứt xong đây. Vứt nãy giờ là lấy cây đẩy. Bây giờ cái này đưa lên clip phóng sự là đình. Là cái nhà hàng này rác ra biển đi bằng không. Em zoom hết cỡ ở đây rất nhiều người nha. Những năm bên kia. Đây cặp biển cũng làm như thế này thì biển rất phải